Rồi. Con chào gì? Dạ, dạ chào quý cô ở từ thiện ở bên Mỹ giúp đỡ. Rồi, cái này là quà này của gia đình chị Duyên ở bên Mỹ gửi tặng cho chị cái quà. Dạ, phần mì, nước tương, cái đường mình đặt thêm. Dạ. Dạ. Với lại tặng cái gì 200 ngàn để đi chữa bệnh. Dạ, cảm ơn quý cô nhiều lắm. Dạ, gia đình dì Từ Duyên ở bên Mỹ gửi tặng cho dì một thùng mì, một ký đường và một bịch hạt nêm và lì xì cho dì 200 ha. Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ, cảm ơn. Dạ, dì nhận quý đi cô dì. Ở bên Mỹ nhiều. Dạ. Cảm ơn hai cô. Dạ, dạ, dì nhận. Dạ, dạ. Dạ. Dì nhận quà cho con. Dạ. Dạ. Rồi dì, dì cắt đồ đi, dì cho con hỏi thăm dì chút xíu về gia đình ha. Dì ở đây với ai? Dạ, dì ở với thằng trai Út, nó đi Mừng Hồ. Dạ hả? Rồi anh Bảy nghe nói là anh bị bệnh đó gì? Anh bệnh sao vậy? Dạ, Nguyễn Minh Thơ là con trai của dì bị bệnh tâm thần từ nhỏ tới lớn. Dạ. À, là anh Bảy cho đó ha? Dạ. Ở ngoài tên Bảy Cho, còn ở trong hậu khẩu là Nguyễn Minh Thơ. Bị từ nhỏ tới lớn luôn? Dạ, bị anh bị bệnh luôn. Bệnh gì? Bệnh tâm thần. Bệnh tâm thần hả cô? Rồi giờ anh không có nhà hả gì? Anh đi đâu rồi? Dạ. Anh Bảy, anh đi đâu rồi? Anh Bảy Cho nhà nước đưa đi chữa trị bệnh ở Vĩnh Long á. Bệnh nhà bệnh viện, bệnh nhà bệnh viện tâm thần ở Vĩnh Long. Dạ, dạ. Rồi con nghe nói gì, gì mới vừa bệnh đó, gì bệnh sao vậy? Gì bị trúng gió, bị tiêu chảy á. Rồi vậy là gì, giờ cái mặt gì sưng, gì có thuốc men gì không vậy? Có đi bệnh viện không? Dạ, dạ ở nhà đi xin thuốc, uống sinh mà chạm, uống mà... Sưng lâu chưa? Lâu dạ, chưa? Lâu hôm nay tuần rồi đó cô. Rồi hôm nay uống thuốc có thấy bớt không? Uống thuốc đi, rồi đi khám đi, xuống bệnh tăng gì khám coi sao, nhớ mình gì sưng mặt. Có giấy bảo hiểm không? Có giấy bảo hiểm không? Dạ, giấy bảo hiểm hết hạn. Bữa hổm sinh nhiều lắm cô ơi. Bữa hổm trời ơi, sinh cái hậu này sinh tới dưới cổ luôn. Vậy hả? Dạ, sinh nhiều lắm luôn. Dạ, uống được, rồi uống sữa không? Rồi lúc gì hòa mạnh, gì không có bệnh đó thì gì làm gì đừng mà gì nuôi anh Bảy. Dạ, đi bán vé số. Rồi giờ gì bệnh rồi thì không có được. Giờ còn gì, gì còn đi bán không? Dạ, bệnh. Mấy nghỉ ít ngày hết bệnh đi bán nữa hay là nghỉ luôn? Dạ nghỉ hôm Tết tới giờ. Nếu chừng nào hết bệnh thì đi bán lại, mà không hết thì đi không nổi thôi. Mấy hôm nay tuần lễ này vì bệnh tiêu chảy 2-3 ngày á. Cái gì không ăn uống gì á, bị sốt á, nằm á. Cái con gì con gái gì á, nó đút cháo gì em không nói không nổi luôn con ơi. Dạ. Ăn không được, uống nước cũng được, ăn cũng được. Rồi cho con quay cái nhà của dì ha. Đây dì ở đây với người con trai hả? Đây dạ, cháu gì hay vậy? Cháu ngoại á. Cháu ngoại. Dạ. Con trai dì đi Mừng Hồ rồi chưa về gần về. Còn cái anh kia thì anh bệnh rồi, đưa cho tâm thần rồi. Dạ. Anh kia anh bệnh hồi nhỏ lớn. Mà bệnh dạ, của anh á là gặp con gái là ôm. Gặp gái ôm không à, không phá gì chứ á, gặp gái là ôm. Rồi giờ thấy anh quậy quá người ta đưa đi. Giờ anh bị nặng hơn nữa hả? Dạ. Giờ đưa đi bệnh viện. Có bắt đèn được không ta? Dạ, giờ đây dạ, tối rồi. Có bắt đèn. Gia đình cái nhà gì á, hồi mới cất lên là không biết người ta lợp tên cũ sân lợi hay gì cái nó xét. Ừ vậy gì ở trên che con sâu ở dưới che này che đựng đóng đó. Mưa cái nó rịnh xuống gạch này ướt gạch chân cô, mấy cột một chân hết trơn rồi. Có lần ảnh đi xuống dưới phà đó, ảnh đi tùm lum chỗ cho mà gặp con gái là ôm chứ đó xuống phà cái đợi đợi phà đợi người ta ngồi đợi phà cái ảnh lại ôm gái người ta, cái anh kia ảnh không biết cái ảnh quýnh. Quên anh nói tao quen mày bộ tao quen gì? Quen 4 năm rồi tao chưa nắm được cái tay mà mày ôm bạn tao quýnh gãy hai răng luôn. Ngồi miếu máu.
rồi ở xa vòng vòng đó người ta biết chạy lại can, người ta nói ảnh bị khùng, rồi thôi anh kêu mới buông ra, chứ thôi chắc quýnh hồi chắc anh nằm một đống luôn. Anh Bảy này anh bị bệnh đó nhưng mà không có phá gì trơn á, gặp ai cười hè hè, nhưng mà gặp gái là gượt nha, gượt ôm lắm. Dạ thôi gia đình Tùy Duyên ở bên Mỹ cũng chúc cho dì và gia đình được nhiều sức khỏe ha, và được gặp nhiều may mắn nhiều hơn ha dì. Dạ, con xin phép dì con về. Dạ, dạ, cảm ơn gia đình Tùy Duyên ở bên Mỹ. Dạ, 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 dạ. Dạ, 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 thôi con xin phép dì con về. Dạ, dạ. Dạ.